Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Trước mặt quý anh chị đây chính là cái đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh đó quý anh chị. Một trong những cái đoạn đường mà nói chung là khá là đông đúc mỗi dịp mà chiều về. Đó, quý anh chị có thể thấy không? Và phía bên chân kia là chân cầu Sài Gòn đó quý anh chị. Đó, và đây cũng chính là cái vị trí của Toyota Hiroshima Tân Cảng nha quý anh chị. Đó, bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên đây thì có showroom xe mới nè. Đó, showroom xe đã qua sử dụng nè. Và phía sau là landmark 81 tầng của quý anh chị, tòa nhà cao nhất Việt Nam á. Đó, địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh nha quý anh chị. Hiện tại thì bây giờ là ngày 18 tháng 5 năm 2023, thì cũng gần cuối tuần rồi, thì Đạt xin làm một cái clip ngắn để là tổng hợp lại tất cả những cái xe mà đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán nha. Xe đã qua sử dụng nha quý anh chị. Rồi, hiện tại là xe Vios này thì bên Đạt đã nhận cọc, đang làm ngân hàng, ngừng bán nha quý anh chị. Hai xe Toyota Wigo, xe trắng này được sản xuất vào năm 2018 nha quý anh chị, biển số tỉnh và đang được bên Đạt chào bán giá là 328 triệu, xe đi khoảng 50 mấy nghìn cây số nha. Rồi tiếp theo là Toyota Wigo màu đỏ, xe biển số Sài Gòn, mới đăng kiểm đây lại nè quý anh chị. Đó, biển số Sài Gòn 2019, đi khoảng 28 nghìn cây và đang được bên Đạt chào bán giá là 350 triệu nha quý anh chị. Tiếp theo là Innova số sàn 2.0e số sàn màu bạc quý anh chị, biển số Sài Gòn luôn, xe đi khoảng 59 nghìn cây số và đang được bên Đạt chào bán mức giá là 606 triệu. Rồi tiếp theo là Toyota Innova 2.0e số sàn, được sản xuất vào năm 2020, màu trắng sữa nha quý anh chị, đây không phải màu trắng ngọc trai đâu. Đó, xe này đi khoảng 50 nghìn thôi quý anh chị, 50-51 nghìn và đang được bên Đạt chào bán mức giá là 628 triệu nha quý anh chị. Xe này cũng biển số tỉnh luôn, không phải biển số thành phố. Rồi tiếp theo là Toyota Rush phiên bản S, được sản xuất vào năm 2020, nhập khẩu 100% Indo nha quý anh chị. Đó, xe 5+2 dạng SUV cỡ nhỏ quý anh chị, được mệnh danh là tiểu Toyota Rush. Xe mang biển số tỉnh Đắk Lắk và đang được bên Đạt chào bán mức giá là 562 triệu nha quý anh chị. Rồi, xe này, xe Innova 2017 thì bên Đạt đã nhận cọc và làm ngân hàng. Rồi tiếp theo là Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Skyt, được sản xuất vào năm 2015 nha quý anh chị. Xe mang một cái lưới sơn màu xanh ngọc bích, một chủ từ đầu, biển số Sài Gòn luôn và đang được bên Đạt chào bán mức giá là 520 triệu. Xe này bên Đạt hiện tại tồn khá lâu rồi, nếu như quý anh chị nào mình quan tâm về mẫu xe này á thì có thể tới bên Đạt để Đạt hỗ trợ về cái phần giá cả cho mình nha. Có một cái mẫu xe 5 chỗ SUV, nói chung là xe này đi gia đình thôi nha quý anh chị. Và hôm nay Đạt cũng rất là may mắn, Đạt gặp một cái xe cũng xe 5 cũng đời như thế này luôn, chạy dịch vụ, vẫn còn chạy dịch vụ được nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mua về quý anh chị để chạy dịch vụ cũng rất là ok, tại vì dòng xe 5 máy 2.0 nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha quý anh chị. Rồi tiếp theo là Toyota Altis, đây là phiên bản 1.8G màu đen, biển số ở tỉnh biển số Sài Gòn luôn nha quý anh chị. Đó, xe này vừa cập bến bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt thôi và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ á, thì cái giá của xe này là cũng bật mí với anh chị là nó khoảng dưới 530 nha quý anh chị. Đó, biển số Sài Gòn dưới 530, xe đi cũng không có nhiều lắm đâu, 2017 giờ đi cũng nhiều lắm đâu. Xe này là xe của khách đang bảo dưỡng RV4 là một trong những cái dòng mà ở thị trường miền Nam không có. Nó giống nó là cùng với cái phân khúc mà crossover 5 chỗ mà thị trường Việt Nam không có nha quý anh chị. Rồi, đây là cái xe phòng xe cũ bên Đạt, chuyên đi mua xe cũ là xe này. Xe này bên phòng xe cũ bên Đạt sử dụng để chở khách và đi mua xe. Dạ rồi, tiếp theo là Toyota Camry, cái phiên bản này là 2.0. Phiên bản 2.0 nha quý anh chị, được sản xuất vào năm 2018. Mang một cái màu sơn là màu trắng sữa quý anh chị. Đó, bốn lốp xe thì được người anh chủ cũ ảnh mới thay mới lại vào năm 2022 của Michelin. Đó, cái chữ này là 2.5Q, là anh chủ cũ người ta ảnh độ lên đó anh chị. Đó, xe này xe 2.0 thôi, ngày xưa nó sử dụng là động cơ là D4S nè, có nghĩa là nó tích hợp cả phun trực tiếp và phun trên ống phun đó anh chị.
Và xe này thì đang được bên Đạt chào bán với mức giá là 700 triệu nha quý anh chị. 2018 thì bên Đạt vẫn còn hỗ trợ quý anh chị mình vay cao luôn. 2018 xe này mới đi được khoảng 50 mấy ngàn cây thôi. 50 mấy ngàn cây thôi. Rồi tiếp theo là Toyota Innova phiên bản 2.0G, phiên bản số tự động á. Được sản xuất vào năm 2019. À, nước sơn màu bạc, mang biển số tỉnh, biển số 61 và đang được bên Đạt chào bán với mức giá là 668 triệu nha quý anh chị. Tiếp theo là Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu được sản xuất vào năm 2021. Xe mới đi 15.000 cây thôi. Nó như một cái xe mới vậy quý anh chị. Đó, mang biển số Sài Gòn luôn. Xe thì nó cũng có bị trầy xước, sơn dặm lại rồi. Đó, sơn dặm một vài món lại. Nhưng mà cái tình trạng là không có bị đâm đụng ngập nước hết nha quý anh chị. Chỉ gọi là bị trầy xước rồi bên Đạt cho tiến hành xử lý lại thôi. Đó, và xe đang được bên Đạt chào bán với giá là 1 tỷ 040 triệu nha quý anh chị. Xe này thì bên Đạt hỗ trợ vay lên tới là 800 đến 900 triệu lận. Đó, nên quý anh chị nào mình đang cân nhắc mình sở hữu cái xe này á thì cứ nhắn tin cho Đạt là sẽ hỗ trợ quý anh chị về phần vay vốn nha. Rồi tiếp theo là Toyota Altis phiên bản G được sản xuất vào năm 2017 nha quý anh chị. Thì bên Đạt có hai xe Altis, hiện tại có hai xe Altis được sản xuất vào năm 2017 luôn. Là chiếc màu đen hồi nãy đã giới thiệu quý anh chị á, và chiếc này, xe này là biển số ở tỉnh biển số Sài Gòn luôn. Đi được khoảng 50.000 cây. Đó, và đang được bên Đạt chào bán với mức giá là 535 triệu quý anh chị. Biển số Sài Gòn luôn. Xe này qua hai đời chủ rồi. Mang một nước sơn màu bạc nha quý anh chị. Đó. Thì hiện tại chiều rồi mà bên Đạt vẫn còn có khách coi xe quý anh chị. Rồi, nếu như quý anh chị nào mà mình đang cần tìm hiểu tư vấn về những cái mẫu xe đã qua sử dụng mà chính hãng Toyota thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline 0932192611 để Đạt hỗ trợ thông tin nhanh nhất tới quý anh chị nha. Hoặc trong hoặc quý anh chị đang cần tìm một cái mẫu xe mà quý anh chị muốn sở hữu thì quý anh chị cũng có thể là để lại thông tin cho Đạt. Ví dụ như trong trường hợp bên Đạt có xe thì Đạt sẽ liên hệ gửi thông tin cho quý anh chị sớm nhất nha. Đó, và về cái phần xe mới cũng vậy. Nếu như quý anh chị nào mình cần báo giá thông tin về xe mới thì quý anh chị cũng có thể là gọi cho Đạt và để lại tin nhắn cho Đạt. Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị nha. Bên Đạt là đại lý của Toyota, vừa có xe cũ vừa có xe mới nha quý anh chị. Đó. Rồi, rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.